Chuyển sang một số sự kiện nông nghiệp nổi bật trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhận định năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với công tác thú y. Sáng ngày hôm nay, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh toàn ngành. Theo đánh giá của Cục Thú y, mặc dù các ổ dịch lở mồm long móng, bệnh dại hay dịch bệnh trên thủy sản năm 2021, ngành nông nghiệp của nước ta đã kiểm soát tốt, nhưng hơn 457.000 gia cầm, gần 289.000 con lợn bị tiêu hủy do dịch cúm gia cầm, tả lợn châu Phi tăng 1,5 đến 3 lần so với năm 2020, vẫn là những mối lo ngại đối với ngành chăn nuôi của Việt Nam trong năm nay. Đó là bây giờ chăn nuôi chiếm 25,2% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản chiếm 26,2% trong tổng giá trị. Hai lĩnh vực này là 51,4%. Nếu chúng ta không giữ được vai trò của ngành thú y thì hai lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi đều sẽ rất khó phát triển, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp, đó là tăng trưởng 2,5-2,8% trên năm. Theo các chuyên gia, nhanh chóng triển khai quyết định 414 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y 2021-2030, nâng cao năng lực sản xuất vaccine cũng như xây dựng tốt các vùng an toàn dịch bệnh được xem là giải pháp chính ổn định chăn nuôi, ứng phó với dự báo về tình hình dịch bệnh phức tạp trong năm nay. Là hiện nay chúng ta có đủ số lượng vaccine, độ chất lượng rất là tốt. Do đó trong thời gian tới thì đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp cần phải ra soát, tiêm phòng bổ sung ngay cho đàn vật nuôi. Chúng ta cần phải tập trung xây dựng các cái chuỗi, các cái vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa là cái chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất, nhưng cái chính đấy là sản phẩm chăn nuôi không những phục vụ cho cái chất lượng rất là tốt cho tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến nay, cả nước đã có trên 3.705 lượt cơ sở, vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đây được đánh giá tiếp tục là bước đệm bền vững cho hoạt động chăn nuôi và xuất khẩu của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2022 này. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, hôm nay bà con nông dân tại vựa rau hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra đồng để chăm sóc, thu hoạch nông sản, mang theo ước vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi và những vụ mùa bội thu. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Gia đình anh Nguyễn Trần Thái Việt đang thu hoạch những lứa dâu tây đầu tiên trong những ngày sau Tết. Là loại trái cây ngắn ngày, cần thu hoạch thường xuyên và cũng là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của du khách đến Đà Lạt, nên cứ vài ngày, anh Việt lại ra đồng hái dâu nhập cho vựa một lần. Gia đình anh đã gửi gắm những mong ước về một sự đủ đầy, trọn vẹn để khởi đầu một năm mới thuận lợi theo những lứa dâu chín mọng. Mong muốn cho giá cả nó hợp lý để bà con nông dân đỡ vất vả. Thứ hai là thời tiết nó thuận lợi, chứ cái dâu này mà thời tiết nó không thuận lợi thì nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Để từ đó mình bắt đầu. Từ đó mình bắt đầu một năm mới nó thuận buồm xuôi gió hơn. Muốn dâu nó phát triển tốt hơn, trái nó đều để có kinh tế ổn định hơn. Mặc dù trong nửa đầu năm qua, nông sản Lâm Đồng, nhất là các loại hoa bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì đến vụ hoa Tết, nông dân lại phấn khởi do hoa được giá. Đây chính là động lực để bà con tiếp tục xuống giống, chăm sóc những vụ hoa tiếp theo. Trong những ngày sau Tết, nông dân Đà Lạt đã mua sắm vật tư nông nghiệp để tập trung đầu tư vụ xuân hè. Ai cũng mang theo niềm háo hức và hy vọng. Mong vào đời tốt đẹp, làm hoa cho cây tốt lại xanh gì. Vô tệ vừa rồi giá cốc hoa đại loại là 45 ngàn đó. Ngoài nắng thì thua, ngoài nắng còn 12 ngàn, tiệm rẻ. Chị cũng mong là năm nay thì ba con mình làm ăn được, rồi là làm thì bóng má thì giá cả cũng ổn định hơn á. Cái cổ thì cũng nói chung là cũng đẹp, tại vì năm vừa rồi thì dịch bệnh cũng nhiều, cho nên là năm nay mong muốn là bà con mình làm ăn là phát triển là tốt. Giá hoa năm vừa rồi thì bà con cũng nói chung là tốt, tại vì giá cũng cao, bóng thì cũng được, nói chung bà con ăn Tết là ấm no. Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, với người nông dân họ bắt đầu mùa vụ bằng những nụ mầm bé tí xanh non và những giọt mồ hôi trên đồng ruộng. Họ đang gieo cả một mùa xuân cho sự ấm no hạnh phúc, để cây trái tốt tươi, cuộc sống đủ đầy. Vì vậy, người nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng đang mang theo cả một cánh đồng niềm vui rộn rã của đất trời vào xuân. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về thị trường nông sản.
Thưa quý vị, gần ngày lễ Valentine 14 tháng 2, giá hoa hồng Đà Lạt và huyện Lạc Dương lân cận đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Hoa hồng đỏ bán tại vườn giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một cành, đặc biệt một số loại hồng đỏ giống mới có giá trên dưới 7.000 đồng. Hoa hồng các màu khác, trắng, hồng, vàng, cam từ 3.500 đến 4.200 đồng một cành. Vụ này, nhiều nhà vườn Đà Lạt được mùa bởi thời tiết thuận lợi, nắng ấm kéo dài. Chất lượng hoa cũng tăng lên so với cảnh khỏe, cánh hoa lớn và dày, không chỉ dành cho tiêu dùng trong nước mà năm nay, một lượng hoa lớn cũng đã được xuất sang thị trường Lào và Campuchia, khiến giá hoa hồng tăng đáng kể. Thưa quý vị, những ngày này bà con nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân. Trái với những lo ngại vì ảnh hưởng dịch bệnh, vụ lúa đông xuân năm nay đang được mùa được giá nên bà con nông dân đang rất phấn khởi. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực cho ngành hàng lúa gạo trong năm mới. Đặc biệt năm nay, ngành lúa gạo được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi những tác động tích cực từ thị trường. Những ngày đầu năm, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá một số loại lúa phổ biến như OM18, Đài Thơm 8 đang ở mức 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg, IR50404 ở mức 5.800 đồng 1 kg. Riêng với các giống lúa chất lượng cao, giá lên đến 7.200 đồng 1 kg. Mức giá này cơ bản tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. Bên cạnh đó, năng suất vụ này dự kiến cũng sẽ tương đương năm ngoái, khiến bà con nông dân rất phấn khởi. Năm nay là năm cái mùa dịch, nhưng mà bà con nông dân cũng là hết sức tận tình với đồng ruộng của mình. Cũng gắng lo ruộng để mà cũng đạt được năng suất này, vậy là bà con cũng rất là phấn khởi. Quá ăn Tết xong mà thương lái với bà con cũng phấn khởi, lúa cắt công tính ra cũng này, lúa này cũng trúng cũng hẳn tầm 800 tới 900 kg một công. Theo thống kê đến thời điểm này, diện tích lúa đông xuân đã thu hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là khoảng 65.000 ha trên tổng số 188.000 ha đã xuống giống, năng suất bình quân đạt 69 tạ một ha. Các diện tích còn lại dự kiến sẽ thu hoạch rộ từ nay đến hết tháng Giêng. Đặc biệt, nhiều vùng trồng lúa tại Đồng Tháp đang áp dụng các kỹ thuật mới để giảm chi phí sản xuất, nhất là giảm lượng thuốc trừ sâu. Cái quan trọng là mình kiểm soát được cái dịch tốt á, trước cái thời điểm mà Tết á, phần cộng anh em thì kiểm tra đánh giá để cho nông dân chuẩn bị được tốt á. Thì tôi cũng muốn ký cái cơ cấu giống phù hợp, đó mình né được số cái bệnh. Do đó trong hướng tới thì Đồng Tháp cũng mong muốn là đang chọn các cái giống, tức là họ sản xuất cái giống tại đây luôn để giúp cho cái sản xuất nó bền vững hơn. Vụ lúa đông xuân năm nay của Long An dự kiến năng suất bình quân đạt 64 tạ một hecta, tổng sản lượng cả vụ trên 1,4 triệu tấn. Giá lúa hiện nay dao động ở mức trên dưới 6.000 đồng một kg tùy giống lúa. Nông dân Long An mong mỏi giá lúa sẽ nhích lên trong thời gian tới, bù lại những khó khăn của giai đoạn dịch bệnh đã qua. Một số giống lúa mà chất lượng cao, ví dụ như OM5451 thì nó khoảng là 5.600 đến 5.700. Riêng cái giống mà ví dụ như SP24 mà giống lúa thơm á, khoảng 7.600 đến 7.800. Cái giá này là tương đối là cũng cao rồi đó. Cái tình hình xuất khẩu mình cũng có, nên là cái giá này có thể là đảm bảo được cái lợi nhuận cho người nông dân. Những tín hiệu tích cực từ đầu vụ là cơ sở để bà con nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ có một vụ mùa bội thu. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo trong năm nay vẫn tốt bởi nhu cầu về lương thực còn tiếp tục tăng khi các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Philippines, các nước Đông Nam Á, Châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam.